Trong thời đại công nghiệp ngày nay, chúng ta phải đối mặt với vô vàn những sự biến đổi và khắc nghiệt của khí hậu cũng như môi trường sống. Điều đó ảnh hưởng rất lớn tới sức khỏe và đặc biệt là tới làn da của con người. Việt Face More xin trân trọng giới thiệu tới quý vị một sản phẩm rất mới và rất đặc biệt của chúng tôi, Yuwayin. Yuwayin là một sản phẩm được tinh chế 100% từ dưỡng chất thiên nhiên, có khả năng hồi sinh kỳ diệu cho làn da của quý vị. Trong Yuwayin có 20 loại dược thảo quý hiếm được tinh chế và chất lọc những thành phần tinh khiết nhất. Sau đó, những thành phần này được nghiên cứu và kết hợp qua những công đoạn rất đặc biệt với phương pháp làm lên men rồi xử lý thanh lọc. 20 dược thảo quý hiếm được tinh chế trong Yuwayin đó là rễ cam thảo, kỳ tử, yến mạch, đậu, sữa ong chúa, đậu xanh, rau sam, nấm linh chi, lúa mạch, lựu, nấm Matsutake, rễ cây lôi công đằng, rễ cây hoàng kỳ, trái dâu tằm, trái sung và nhân sâm. Yuwayin được tạo nên từ 20 dưỡng chất được kết tinh hoàn hảo để mang đến cho làn da của quý vị sự tươi trẻ, hồi phục sức sống, xóa đi những vết nám, vết đôi môi, mụn cám, làm mất đi những nếp nhăn của tuổi tác. Bên cạnh đó, Yuwayin còn có khả năng làm căng mọng làn da một cách hoàn toàn tự nhiên. Làn da của quý vị sẽ được bồi bổ, trả lại sáng trắng và láng mịn, giống như được trẻ hóa chỉ sau đúng 100 ngày sử dụng. Trong thời kỳ giới thiệu sản phẩm, Việt Face More sẽ giảm giá đặc biệt cho quý vị. Từ mức giá ban đầu của sản phẩm là 189 Mỹ Kim, hiện chỉ còn 159 Mỹ Kim cho một set sản phẩm cùng free shipping. Mọi thông tin liên lạc, xin quý vị hãy vào website của chúng tôi vietfacemore.com hoặc gọi vào số điện thoại 1855 838 8625. Việt Face More xin trân trọng kính mời.